À, xin chào mọi người. hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái tính năng của Google Maps để giúp các bạn trong trường hợp các bạn có sự cố hoặc giúp ai đó có sự cố hoặc à, đơn giản chỉ là chỉ đường cho nhau. đây chia sẻ vị trí thì rất đơn giản thôi. đầu tiên là các bạn phải chắc chắn là cái, cái 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 tính năng vị trí của các bạn đang được bật và được và được chia sẻ. đây ví dụ đây là iPhone dịch vụ vị trí đang được bật và ví dụ như là đối với cả đối với cả cái tính năng mình dùng Google Maps thì Google Maps phải được bật ở chế độ luôn luôn đấy Ok bây giờ ta sẽ quay lại Google rồi đây tính năng chia sẻ vị trí các bạn vào chia sẻ vị trí này thôi xong bây giờ ví dụ tôi muốn chia sẻ với ai thì tôi kích bắt đầu đấy muốn chia sẻ rất là trong vòng một tiếng thì tôi kích một tiếng 2 tiếng thì hai tiếng hoặc nhiều hơn thì tùy các bạn hoặc chỉ đơn giản là vài phút hoặc là có các bạn có thể kích vào cái, cái dòng là cho đến khi các bạn tắt ứng dụng này thì khi các bạn kích uh, uh, vào cho đến khi tắt ứng dụng này tức là khi các bạn tắt cái ứng dụng này đi thì nó mới nó mới hết rồi bây giờ các bạn ấn chọn người này ví dụ bây giờ tôi sẽ chia sẻ với với cái tài khoản này chia sẻ đây các bạn này vừa rồi mình chia sẻ cho cái tài khoản này nhá thì bây giờ mình truy cập vào cái tài khoản này đây là ở trên đây là ở trên máy tính hoặc là ở trên điện thoại thì cũng vậy đấy thì ở đây khi mà được chia sẻ này đây các bạn kích các bạn vào cái email mà Google Maps nó gửi cho bạn này các bạn kích vào đây này xem thế thì khi ở đây này các bạn nhìn thấy không ở đây nó sẽ hiện ra cái người đấy đang ở đâu đây này đấy là mình đang ở gần cái vị trí này đây các bạn thấy không ạ đấy đây các bạn muốn mà ẩn cái vị trí của người này đi thì các bạn ẩn ẩn họ hiển thị là hiển thị này đấy thì ví dụ như đây ví dụ như là trong cái trường hợp mà cái điện thoại này bây giờ nếu mà có ai đấy tôi nhờ bạn ấy cầm cái điện thoại này đi thì khi mà người ấy đi đâu ấy thì cái logo này, này logo này mang tên của đấy ví dụ tôi đi dọc cái đường này thì nó cũng sẽ đi theo này đấy thì đi đến đâu các bạn cũng có thể biết hoặc đơn giản người ta chỉ chia sẻ vị trí này người ta đã gặp sự cố ở đây thì bạn cũng có thể biết là làm thế nào đấy để tiếp cận với cả bạn này và giúp đỡ bạn này đúng không ạ